Xin chào tất cả các bạn quay lại với kênh của mình. Thì mình vẫn là Game Chay TV. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tâm 1-87 sao cho dễ, đơn giản và hiệu quả nhất. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết một cách đơn giản nhất để giúp những bạn nào mà chưa kéo tâm được cái khẩu 1-87 này thì có thể kéo được. Và những bạn mà mới tập kéo nhưng mà chưa có kéo giỏi thì sẽ kéo hay hơn, dễ hơn sau mà xem xong video của mình. Còn nếu bạn nào đã là pro player kéo tâm 1-87 rồi thì nếu các bạn thấy video mình còn thiếu sót điều gì hay là sai gì đó thì các bạn cứ comment phía dưới video cho mình biết nha, để mình có thể khắc phục những video sau. Còn giờ thì vô video thôi. Và mẹ đầu tiên cũng chính là cái lưu ý giúp các bạn có thể kéo tâm 1-87 dễ, đơn giản và hiệu quả nhất, đó chính là về vị trí đặt tâm nha các bạn. Thì theo mình, những vị trí đặt tâm mà nó hiệu quả giúp các bạn có thể kéo tâm dễ đó chính là từ ngực kẻ địch trở lên nha các bạn. Vị trí thứ nhất là từ ngực kẻ địch trở lên. Vị trí thứ hai đó chính là bên mé trái hoặc là bên mé phải tay của kẻ địch nha các bạn. Đó thì nó sẽ kéo dễ luôn. Và vị trí thứ ba đó chính là bên mé trái hoặc là bên mé phải chân kẻ địch. Đó thì nó vẫn có thể kéo nào được. Và vị trí cuối cùng cũng là vị trí dành cho tầm chôn, đó chính là tấm trắng ở ngoài nha các bạn. Đó. Và miệng thứ hai để các bạn có thể kéo tâm 1-87 dễ, đơn giản và hiệu quả nhất, đó chính là miệng giật tâm nha các bạn. Thì cách thực hiện của cái miệng giật tâm này cũng khá là đơn giản. Và đầu tiên các bạn cần đặt cái tâm súng trong cái vùng gọi là vùng nên đặt tâm như trên hình này các bạn. Đó. Và các bạn tránh đặt tâm vào cái vùng không nên đặt tâm này nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ kéo nút bắn này xuống và lên là xong. Ví dụ ở mé bên trái chân phải của cái địch này các bạn thì vẫn nằm trong vùng nên đặt tâm thì vẫn kéo được đến đầu nha các bạn. Đây, ở đây mình luôn. Đây, đó. Và khi mà thực hiện kỹ thuật thì các bạn có thể nhảy thêm nữa để giúp cho cái việc căng thời gian khi mà chân chạm đất thì cái viên đạn của các bạn phải bắn ra rồi. Nó khác là bạn phải kéo nút bắn trước khi mà chân chạm đất. Vì khi mà các bạn làm vậy thì giúp cho cái tỷ lệ hết sầu nó cao hơn nha. Và mẹ thứ ba để các bạn có thể kéo tâm 1-87 dễ, đơn giản và hiệu quả nhất, đó chính là mẹo kéo tâm chữ G hoặc là chữ C nha các bạn. Và đầu tiên thì các bạn cần đặt cái tâm đỏ chéo bên trái của địch nha. Sau đó thì các bạn sẽ kéo cái nút bắn này xuống hướng 5 giờ là kéo hướng 12 giờ. Đó, kéo thành chữ G. Rồi để nó sẽ tự lên đầu. Thì đó là mới những bạn mới tập thì nên đặt cái tâm đỏ bên chéo bên trái của địch rồi mới kéo. Còn những bạn tập đâu rồi thì các bạn không cần nha. Các bạn đặt tấm trắng rồi các bạn kéo cũng được. Và miệng thứ tư là các bạn có thể kéo tâm 1-87 dễ, đơn giản và hiệu quả nhất, đó chính là kéo theo hướng địch nha các bạn. Ví dụ địch đang ở trước mặt thì các bạn sẽ kéo tâm theo hướng 12 giờ. Địch ở bên phải thì kéo sang bên phải nè. Còn địch bên trái thì cứ kéo sang bên trái thôi. Và nếu những bạn nào chưa biết cái cách mà kéo theo hướng địch mà ở tầm gần hiệu quả thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại luôn. Thì nếu mà kẻ địch ở bên phải như trên màn hình này thì các bạn sẽ kéo nút bắn này sang bên phải và kéo hướng 12 giờ. Và cái kiểu kéo nó sẽ kiểu dây này các bạn. Thì ở trên là cách bắn cho nó tầm gần. Còn nếu rời tầm chung thì các bạn cứ kéo theo đúng hướng địch nha. Đứng trước mặt thì kéo theo hướng 12 giờ, bên phải thì kéo theo hướng 1 giờ, còn bên trái thì kéo theo hướng 11 giờ nha các bạn. Và mẹ thứ năm đó là sử dụng skin súng nha các bạn. Thì khoảng 1-87 ngày xưa khi mới ra mắt thì nó vẫn còn mạnh cho nên không cần phải sử dụng skin súng nhiều. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì không có skin súng thì khoảng 1-87 này nó còn thiếu khá là nhiều chỉ số. Nên nếu có các bạn hãy sử dụng những skin súng mà tăng các chỉ số như là sát thương, độ chính xác, tầm xa nha. Thì ở trên là những cái mẹo mình thấy nó có thể giúp các bạn kéo tâm 1-87 dễ, đơn giản và hiệu quả nhất. Thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu các bạn thấy clip của mình hay và bổ ích thì đừng quên cho clip mình xin một like, một subscribe đăng ký nếu bạn là người mới. Và đừng quên ấn vào biển chuông cạnh để có thể đón nhận video sớm nhất từ kênh của mình nha. Thì thôi, chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.